Ok rồi quý khách ơi, mình đi lấy được cái bát ly rồi. Đang nói hồi áp lực ghê hồn. Đây nè bát ly nè quý khách, rồi bây giờ mình gắn vô nha. Rồi gắn bát ly vô, bóp cò chưa nè, cho ra đây. Đúng nhẹ nhàng ra đó, xong. Vì là không dùng khí á, quý khách hàng cũng như là anh khách đặc biệt của em ở trên Bình Phước, cho nên em không cần dùng cái chụp khí này luôn. Cái này á, đồ đúng là đồ xịn à. Hàng một cái đường hàng dài cả tấc à, mà cái chụp khí nó còn nguyên nè. À. Đồ đúng là đồ tốt, nó có khác. Không bị mớp méo gì luôn. Vì là không dùng khí cho nên cho phép em bỏ này nha quý khách hàng, em không cần cái chụp khí. Rồi em bỏ qua bên. Rồi bây giờ mình sẽ nói tiếp với quý khách hàng nghe. Đây là đồ mình bỏ rồi. Đây là bát 8 gem lúc nãy. Và đây là cái chụp khí lúc nãy mình bỏ đây, không cần tới, bởi vì mình đang dùng dây không dùng khí. Có một sự khác biệt giữa dây không dùng khí và có dùng khí là ở cọng dây này chuyển đổi nè quý khách hàng nha. Rồi, hồi nãy có dùng khí thì kẹp mát em để trên dấu trừ. Đây là kẹp mát nè. Nha, quý khách hàng để ý nha. Rồi bây giờ em bỏ lại từ đầu em nói nè. Bây giờ trong trường hợp thứ hai, mình đang ở trường hợp thứ hai, mình xài dây không dùng khí thì cọng dây chuyển đổi này em sẽ gắn lên dấu trừ. Nó có ghi chữ plug nè. Nó có ghi chữ plug nè. Là plug này là cho cọng dây này nè. Còn khi mình hàng có dùng khí thì mình lấy cọng dây này bỏ xuống dưới, giống như trường hợp 1 nãy em làm rồi. Nếu quý khách chưa rõ thì coi lại trường hợp 1. Và đây là cọng kẹp mát, mình sẽ gắn vô dấu cộng nha. Nó ngược lại với trường hợp 1 hồi nãy. Ở đây là chúng ta đang nói ở trường hợp 2. Rồi, để tiết kiệm thời gian, cũng giống như cái kia thôi, mình sẽ đổi nón. Nhìn đối diện quý khách hàng, máy ở trên màn hình hiện giờ là dòng nhỏ nhất nha, đang là dòng nhỏ nhất. Và mình sẽ bắt đầu hàng một cái sự thông minh của nó nè. Đây, đây là chỉ cho quý khách là chỗ này mình sẽ bắt đầu hàng kế bên cái hai cái đường có dùng khí nãy nè nha. Bây giờ mình sẽ hàng, mình đeo bao tay vô, mình hàng cho nó đẹp cho cái anh ở trên Bình Phước anh thấy. Hồi nãy là hàng có dùng khí thì hàng sơ sơ chơi thôi. Cái này mình sẽ hàng biểu diễn cho anh coi, cho nó thấy mối hàng nó đẹp hay không. Bây giờ em sẽ hàng đường kế đây nha anh nha. Rồi, bắt đầu em xe nha. Nó đang 40 nha. 40 và 13V5. Thì bây giờ em bắt đầu chỉnh em hàng nha. Đâu có được đâu, quý khách nhìn thấy nó đâu có hàng được đâu, thấy không? Đây là mình chỉnh nè. Quá ngọt rồi. Ngưng lại, tạm ngưng lại chút rồi. Lấy búa gõ sỉ rồi này kia cái rồi chuẩn bị hàng nó văng vô giò phỏng hả. Không có mang dài quý khách ơi, hàng dày mấy nó không thấy đường mà đang đứng nữa thiệt. Cái tư thế này không ngon ta, mấy bữa trước anh tư thế là để trên bàn cao đúng không? Ủa giống như đang lắp cùng dây inox quá vậy, lắp lộn dây inox rồi quý khách ơi. Ê, tạm ngưng đi. Thôi sợ lỡ rồi làm luôn, nãy giờ mình đang lắp cùng dây inox, cùng dây inox nha anh ở trên Bình Phước. À, bây giờ đây là dây inox, hàng gì nghe cái tiếng nó lạ, nó ít khói hơn. Đây là đường inox, đây là để làm lại, là sẵn để làm luôn. Đây là inox chứ không phải là sắt, lấy lộn dây rồi. Bây giờ phải bù cái vo này lên chút xíu, dây inox phải chỉ cho hàng kiểu khác. Dây inox để đây, tăng cái vo này lên đi, vẫn để không dùng khí nè, để là vẫn để không dùng khí một ly mà mình sẽ bù vo nè. Cái nút này là nút bí kíp nè quý khách. Em bắt đầu mình sẽ bù vo nè. 1, 2, 3, 4, 5. Bây giờ mình phải bù vo thôi. Mình phải, tại vì inox nó phải cần vo mạnh. Mình sẽ bù lên số 10. Số 10 là tương đương với 1 vo á. Rồi. Rút cái đường này, cái này chuyển qua dây không dùng khí sắt cho cái anh trên Bình Phước á. Nghe tiếng là inox mà. Giờ làm lại từ đầu nha. Đây là để 40 rồi đúng không? Đúng không? Rồi, đúng không? Rồi, bây giờ sẽ làm lại nha quý khách nha. Em sẽ chỉnh nè.
Rồi. Vol nó bị cao lên á. Rồi dây không dùng khí gì nóc nào quý khách. Rồi sơ sơ thôi, tại vì không dùng, nếu mà phải có inox trên tay thì mình sẽ chỉnh cho nó đẹp luôn. Còn bây giờ mình chỉnh sơ sơ vậy thôi nha quý khách. Đó, mình phải bù thêm vol nữa mới được rồi. Con này thì chưa, vẫn chưa đủ vol. Nhưng mà đây là đường xài không dùng khí inox nè. Đó, để mình mài cái quý khách biết liền à. Nó không, đó là không dùng khí inox. Chờ quý khách chờ cái cắm mài cho quý khách coi nè. Lấy lộn con dây không dùng khí inox rồi. Đó. Đây nè. Rồi. Đó là inox đó. Rồi thôi bữa nào đi làm cái clip inox sau đi, bây giờ chuyển qua làm dây chắc có lẽ ngắt ngang ở đây đi, nó dài để rồi chút xíu mình nói thêm nha quý khách. Mình lắp cái cuộn dây, tại vì cái cách lắp cuộn dây mà không dùng khí sắt nó cũng y chang cuộn dây hồi nãy mình mới lắp lộn thôi. Cuộn dây mình đang mới lắp mới hàng thức thì đây nè, là cái đó là dây không dùng khí inox. Nhưng mà mình làm cái này á, sẵn dịp là cũng đã được hai loại dây rồi. Thì cái trường hợp mà lắp dây cho thằng không dùng khí sắt á, đây nè, hồi nãy giờ lắp lộn, không dùng khí sắt á, là nó E71T. Ủa này cũng, à đúng rồi, E71T. Nè quý khách, dây 1 ly nè. Nè, đó. Rồi thì y chang cái dây mình lắp lộn nè. Bây giờ mình sẽ tới cái đoạn mình tháo cọng dây nóc ra rồi chú quý khách cho mình cắt cái clip này ngưng mình lắp vô lại nha, tại vì cái cách lắp nó giống nhau nha. Nó lắp y chang cái dây không dùng khí inox mà lắp lộn nãy vậy đó. Thì bây giờ mình sẽ cắt nó đi. Mình cắt cái rồi. Mình sẽ thu dây vô giống dây thu dây vô giống như dây dây có khí vậy thôi. Rồi bây giờ quý khách cho mình ngưng lại đây, mình lắp cùng dây không dùng khí này vô nha. Nó lắp lộn rồi.